Mày bắt đồ nãy em. Bữa em cũng tiêm thử trong trong thang máy rồi. Trong hồ sơ của em rồi em thấy. Em tự làm cái phục luôn. Mà là quên quay tôi ăn mới nè, bà quay ở đây mà tôi đưa lên cái miệng là phải quay vô cái miệng cận cảnh đó nó mới to miệng. Tôi đảm bảo lên dưới hướng. Em có thằng câu không vậy? Hả? Lát cò ra không được. Em coi động điều chỉnh cái năng lượng đi được vậy. 10 tiếng 1 phút rồi nè. Thôi kệ không, 1 tiếng lâu cũng được. Để chạy giờ. Trời ơi, mưa nó chạy đâu. Lâu tao mới nói. Anh ơi, anh thử không? Mũi ăn gần hết rồi. Thằng ngon quá. Có người quay cho mình là mình. Anh. Ăn ngon. Anh, quăng thử nhanh đi nè chứ. Mũi ăn gần hết. Không, mũi ăn thử thôi. Anh nè, thử miếng. Không ngon. Ngon. Thôi. Không ngon. Ngon. Cái này nhiều trứng. Gì trứng cha? Có không? Béo. Nó không có bị sốt. Nó béo đúng không? Lý ra là lần sau quay video rút kinh nghiệm là phải đeo bao tay đàng hoàng. Ăn uống dây không có được. Còn không là phải quay cái bánh đừng quay cái tay. Mày nghe không? Không che. Không che. Nghe tôi quay sát không che. Ăn chở. Sô cô la. Đây tôi quay giống như chiên nhục luôn á. Đi gọi bình thường khoan đừng đừng. Nó là mấy vậy ta? Ba. Cái miệng nào ăn? Cái miệng nào nói? Xin lỗi nha cả nhà. Nó ngon quá đi. Em tưởng em đang ăn kẹo gừng. Cận cảnh, cận cảnh, cận cảnh. Diễn sao? Rồi ăn hết bánh luôn rồi. Có khi nào mấy đoàn làm phim họ xuống mời mình đi diễn không ta? Thì em đi phun môi vậy thôi, cái mấy môi nó hồng hào lại, mấy coi cái khả năng uống nghe nó dễ coi. Mai mốt á, muốn hồng mà tự hồng à? Tự thì á, miếng này ăn luôn đi, từ từ ăn hết cái gì ở này thì lấy miếng ra đi, lấy ra đổ tùm tùm. Em nhớ giống cái chuồng đầu dịch ngày xưa quá. Ngon không? Ngon, ngon nhưng mà vui ăn mới được. Còn bình thường ăn nó không có tiêu. Sao không tiêu? Tại có mình ăn đâu vui. Dù có khán giả nếu có nhiều người xem họ nhìn họ thèm mình ăn.
là mình thấy mình vui. Để mấy bạn kia nói câu view câu like nữa. Hết luôn cả nhà. Cần gì phải đón quảng cáo kia vậy trời. Cái này phải lột nữa ta. Chứ sao? Quay video vậy là chết rồi. Mất vệ sinh người ta chửi. Nghe cái miệng luôn á. Thằng Châu rút kinh nghiệm quay đồ ăn phải đeo vào tay. Không quay cái miệng đừng quay cái tay. Lột vỏ, lột vỏ, lột vỏ. Không mở cái miệng không nhả. Bởi vì có người xem. Nói mày mua bánh kem ở đâu. Lộ tôi mới nói. Ngon, tuyệt vời. Bye bye cả nhà. Bé nào rút kinh nghiệm.